Hành tinh WAP-103b có hình dạng độc đáo do nằm gần ngôi sao chủ của nó. Cũng giống như trái đất, hầu hết các hành tinh mà chúng ta biết đều có hình dạng giống như những quả cầu, ngoại trừ sao Mộc. Có một số vòng xung quanh nó. Tuy nhiên, sao Mộc cũng xuất hiện giống như một quả địa cầu. Nhưng có phải tất cả các hành tinh, bao gồm cả những hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, đều có dạng hình cầu? Theo một bài báo nghiên cứu mới, câu trả lời là không. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một hành tinh được đặt tên là WAP-103b cách trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng, mà họ cho rằng có hình dạng giống một củ khoai tây hoặc một quả bóng bầu dục hơn. Nhưng tại sao nó lại có hình dạng kỳ lạ thế này? Các nhà thiên văn học cho biết WAP-103b nằm xung quanh một ngôi sao loại F lớn hơn và nặng hơn mặt trời của chúng ta. Hành tinh này cũng rất lớn, có kích thước gấp rưỡi sao Mộc. Tuy nhiên, khoảng cách tương đối gần của hành tinh với ngôi sao chủ của nó là nguyên nhân dẫn đến hình dạng bất thường của nó, được công bố trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý Thiên văn. Nghiên cứu cho biết WAP-103b chỉ cách ngôi sao chủ của nó 20.000 dặm và điều này có thể gây ra căng thẳng thủy triều kéo nó thành một hình dạng không giống nhau. Trong khi đó, khoảng cách giữa trái đất và ngôi sao chủ của nó là mặt trời là khoảng 93 triệu dặm. Trái đất mất một năm để quay quanh mặt trời và các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng phải mất ít nhất vài tháng hoặc vài năm để hoàn thành một vòng quay của mặt trời. Tuy nhiên, có một số ngoại hành tinh được gọi là Hot Jupiter quay quanh các ngôi sao nhà của chúng trong vài ngày và vài giờ. Chu kỳ quỹ đạo của WAP-103b chỉ là 22 giờ. Jack Laska, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Thật không thể tin được rằng CHEP thực sự có thể phát hiện ra sự biến dạng nhỏ bé này." Các nhà nghiên cứu đã sử dụng vệ tinh CSEOPS của ESA và dựa vào dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Hubble và Spitzer của NASA để đưa ra kết luận về hình dạng quả bóng bầu dục của WAP-103b. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!